Nhắc đến Dreamer, nhiều người nghĩ ngay đến cụm từ lắm lời với năng lực luyên thuyên cả ngày trước máy quay rồi lại giao lưu với fan cực thân thiện. Nhưng cuộc sống tình cảm của họ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ví như Semesis một mảnh trong tứ hoàng Dreamer nổi tiếng đình đám trong làng gamer thủ diệt ấy vậy mà phải chờ người chơi gái Astrin trước thế hệ nắm chuyện. Được biết, cả Semesis tên thật Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989, và nàng Hoa Di Phạm Thùy Trang sinh năm 2002, gặp nhau lần đầu trong một sự kiện game. Chính gào ăn mặc và bề ngoài cung ngầu của chàng Dreamer khiến con người chơi liêu xiêu, cộng thêm sự thúc đẩy từ bà mối là quản lý cũ nên Trang Phạm đánh liều gửi lời mời kết người chơi. Cũng may Semesis nắm được bài và chủ động nhắn tin thả thính, khám phá ngót nghét nửa năm thì cả hai chính thức thành đôi. Hiện tại sau 7 tháng, Semesis công bố cầu hôn chiến thắng người chơi gái 17 tuổi. Mới đây nhất, cặp đôi còn tung ra bộ ảnh cưới qua khoảnh khắc ngọt ngào khi bên nhau. Một lần nữa chúng ta bị ngập trong tiểu đường khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc cùng cái quá tay ngọt ngào của cặp đôi Semesis Trang Phạm. Fan Semesis bây giờ bỗng biến thành fan con người chơi gái Trang Phạm vì gục ngã trước vẻ đẹp trong trẻo dí như gái Tây. Nhiều người cáo nhau rằng Semesis đã chuẩn bị sẵn nhà ở Lan Ma để đón cô dâu rồi. Bên dưới bình luận, nhiều cư dân mạng để lại lời khen tướng phô thê. Cầu hôn cũng đã cầu hôn rồi, chụp ảnh cưới cũng chụp luôn rồi. Điều mà fan mong chờ nhất lúc này đó là thời gian vị trí rõ ràng để chuẩn bị sim ghi đi ăn cưới đấy.